chế để đá. Nhưng mà các bạn xem tôi, chúng ta cùng nhau đi được loại những hang khác để bắt những con dế về nhà đá. Tôi tin chắc là đây là một chú thơ và đúng là một chú sẽ được rất là vui đó. Tôi nghĩ là đây là một cái động dế mà mùa cạp vào đây làm thịt dế.